Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca Tin Mừng trong dịp lễ Chủ nhật 18 thường niên 5C. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Xuân Chiến, Hãy Lo Tích Lũy Nước Trời Mai Sau. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Ca Tin Mừng trong dịp lễ Chủ nhật 18 thường niên 5C. Tấn Đạt xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào quý vị.